Con gái vuốt thẳng những nếp áo, tô lên môi một chút son dưỡng, xây một vòng tròn trước gương. Mẹ cười bảo: "Đẹp đấy, nhưng cổ khoét sâu thế con." Con gái cười bảo mẹ: "Hơi nào rồi mà còn kính cổng cao từ nữa mẹ à." Mẹ không nói gì, mẹ vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Con gái phò theo, mở tủ lạnh lấy ra đĩa dưa hấu mẹ vừa gọt sẵn, lấy một miếng đưa lên môi. Mẹ bảo: "Ơ, không sợ trâu mắt son à?" Con gái cười: "Họ son người ta tặng bên Thái ấy, trôi hết nào được lão bà ơi." Mẹ giật mình: "Thái à?" Con gái hôn chụt lên má mẹ một cái. "Con mà mẹ, à mà thôi con đi đây." Con gái càng lớn càng giống mẹ, nhưng xinh hơn mẹ. Vì con gái biết trưng diện. Con gái có phước, được bác sĩ nhiều tiền mỗi tháng. Tháng nào cũng đi shopping, trà ráng mỗi lần đi về mang theo một đống quần áo, mỹ phẩm, thời trang đủ kiểu. Thỉnh thoảng chợt nhớ ra, con gái lại mua cho mẹ khi hì bộ quần áo, đúc lại vải, mảnh vải để mẹ may đồ bộ. Quần áo thì mẹ chẳng mặc mấy, vì mẹ ít đi đâu. Hơn nữa, chẳng mấy khi con gái mua vừa người mẹ. Còn vải thì mẹ mang ra hàng chợ, thợ may đầu ngõ để may cho rẻ. Nhìn con gái dắt xe ra khỏi cửa, nước hoa hâm phức, quần áo tung tăng, mẹ gọi theo: "Chiều về có ăn cơm không con?" Con gái nghĩ ngợi: "Cũng chưa biết được mẹ ạ." "Có gì con gọi điện sao?" Mẹ vớt lại mấy câu: "Thế mẹ cứ để cho mày phần cơm với thức ăn nhé." Con gái con mày: "Thôi để con gọi điện sao, chứ con ăn rồi lại cứ để phần cơm, rồi bắt con ăn lại béo ra." Nói xong con gái phóng xe đi mất. Mẹ đứng nhìn theo con gái một lúc rồi lại trở vào nhà. Nhà có bốn người, đứa em nhỏ, bố hay đưa đi học, rồi ghé vào cơ quan ăn tiện hệ ít khi về nhà. Chỉ có mẹ và con gái quay quần. Mẹ đã quen với những bữa cơm chỉ có mẹ và con gái. Nhưng khi con gái đi học, con gái cũng vắng nhà. Con gái thường về nhà khi tối muộn. Lúc ấy cơm canh mẹ để dành con gái thường đã nguội ngắt. Mẹ thương con gái cả ngày cơm hàng cho chợ. Mẹ thường hâm lại cơm canh cho nóng. Những lúc ấy con gái ăn cơm như hoàn thành nghĩa vụ cực nhọc, vì thường là con gái đang ở đâu rồi đó mới về nhà. Mẹ ở nhà một mình, lúc nào cũng mong cho chóng tới ngày chủ nhật, vì khi đó con gái được nghỉ, con gái sẽ ở nhà với mẹ. Như những ngày đó, con gái lại thường tận dụng để mua sắm, để chơi bời với bạn, hoặc có khi con gái nhận lời đi ăn, đi câu cá, cắm trại với chúng bạn. Đôi khi mẹ khuyên, con gái cười hi hí và bỏ ngoài tai. Con gái thích ăn bún riêu cua, ăn cá rán. Những chủ nhật con gái ở nhà, mẹ mừng, mẹ sẽ đi chợ từ sáng sớm, mẹ lựa cua, chọn thịt, rồi gọi con gái vào chỉ dạy. Con gái chỉ muốn mẹ bảo cho nhanh, rồi lại tóp vào nhà tắm với điện thoại với bạn, hoặc bật máy tính lên và lướt nét. Mẹ nấu nướng xong xuôi, mẹ mặc lên người bộ đồ mới lấy từ nhà may về. Mẹ vào phòng con gái và hỏi con gái bộ này có đẹp không. Con gái đang nhắm mắt vào màn hình máy tính, bàn tay mải mê rà chuột, trả lời bâng quơ: "Cũng đẹp, sáng da đấy mẹ ạ." À, mặt mẹ nhíu lại bảo: "Mẹ đi rồi, ở nhà mẹ mới hay mặc cho vui, chứ mấy năm trước có mỗi vài bộ mặc đi mặc lại." Con gái xìu mặt: "Giờ ạ, à, mẹ cứ hay ôm nghèo kê khổ." Mẹ rất thích những giây phút êm đềm như thế này bên con gái. Mẹ sai con gái nhổ tóc sâu cho mẹ. Con gái mới đầu chô lắm,
Mẹ nó mãi mới chừa vạch tóc mẹ ra. Đến lúc ấy con gái mới giật mình sa sót. Tóc mẹ đã bạc quá nữa rồi. Nước mắt con gái ứa ra. Con gái cố nuốt nước mắt, nhưng nước mắt cứ heo nhau chảy không gì ngăn nổi. Đến khi mẹ thấy vai mẹ ướt ướt, mẹ mới hỏi: "Sao mẹ khóc thế con?" Con gái sợ nói ra sẽ càng khóc thêm, mẹ lại bảo: "Cái đồ bít ướt." Con gái chạy đi lấy khăn lau sạch mặt rồi vào ôm lấy mẹ. Con gái bảo mẹ cho con nằm một tí nhé, rồi lát mẹ con mình ăn cơm. Mẹ thương lắm, hỏi: "Đi học mệt lắm hả con?" Con gái không nói gì, bảo mẹ cùng nằm xuống. Rồi con gái nằm đầu lên tay mẹ. Mẹ gầy đi nhiều. Con gái ôm lấy mẹ như vòng tay. Con gái đưa bàn tay mẹ lên môi cắn nhẹ một cái. Vết cắn hiện ra mờ mờ rồi mau chóng biến mất. Con gái là tự an ủi rằng da mẹ vẫn căng, như thế là mẹ vẫn đang còn trẻ. Con gái mẹ nghe ngoài bỏ thế. Con gái thích uống nước đường nóng. Mẹ đã ngâm gừng từ hôm trước, lấy nước cho con gái đi học về uống mỗi ngày. Hết nước, gừng vẫn còn đầy trong ly. Mẹ tiếc, đem ngào với đường làm thành mứt. Lúc mẹ đổ mứt ra rổ cho bớt nóng, con gái vào bếp đã tay bốc như con trẻ. Vừa ăn vừa nhai nhồm nhòm, con gái vừa triết lý: "Ngon he mẹ, cay cay ngọt ngọt đắng đắng như đời." Mẹ đang đảo gừng cho rót nước bảo: "Ai vậy mày nó thế hả con?" Mới mấy tuổi đầu, con gái chề môi. Mẹ làm như con gái mẹ trẻ con lắm ý. Tính mẹ hay chấp mốt. Cái áo cũ con gái vứt đi, mẹ lấy hết nốt ga cắt vào hộp. Mẹ bảo để khi nào cần thì đơm cho khỏi ví. Con gái bảo mẹ già rồi lẩm cẩm, mẹ chỉ bảo: "Phung phí quá, phải tội đấy con ơi." Con gái cười bảo nó mẹ như vậy thì khối đứa phải tội chết đâu rồi. Mắt mẹ hoảng hốt: "Sao mày lại ăn nó thế con?" Con gái chẳng nói gì, vì lúc đấy con gái đang nghĩ đến những kẻ ham ô lấy tiền nhà nước, đi bao gái phù phê như vua chúa ngày xưa ấy thế, mà sao mãi trời chưa phạt chúng. Mẹ có một cái hộp gỗ nhỏ đã lên nước màu sáng bóng. Cái hòm được khóa cẩn thận, con gái hay nói từ khi con gái còn bé tí. Mỗi khi con gái lén lén đến gần cái hộp, mẹ lại bảo: "Đừng động vào đấy, khi nào thích hợp thì tao cho." Mấy lần như thế, con gái nản, không động đến cái hộp ấy nữa. Sáng hôm ấy, khi con gái dắt xe ra khỏi cửa, mẹ hỏi vẫn câu hỏi của mọi ngày: "Hôm nay có về ăn không con?" Có những khi con gái bực bội vì đi học muộn, con gái sẵn giọng bảo: "Con chưa biết được." Nhưng hôm ấy con gái đọc trong ánh mắt mẹ một điều gì đó như cầu khẩn. Con gái thở dài bảo: "Con sẽ về. Mẹ nhớ nấu canh cà chua dùng thịt nhé, con thèm." Mẹ mừng rỡ bảo: "Ừ, mẹ nấu. Để mẹ quấn bánh mì mẹ làm sẵn cho mày ăn nữa. Tự ăn cơm hàng cho trời nhiều, vừa đắt vừa mắc vệ sinh." Mắt con gái rưng rưng, con gái vội nổ máy phóng xe đi. Không hiểu sao cả ngày hôm ấy con gái cứ thấy nóng ruột. Con gái nhìn đồng hồ chăm chăm mong hết giờ. Hôm ấy lại là ngày ôn tập cuối kỳ, mãi 6 giờ bài chưa xong, nhưng con gái vẫn xin về, xuống nhà lấy xe để lấy xe về. Ra đến cổng, ngồi người bán hoa ấy 10 con gái mới chụp bông hồng còn tươi. Con gái mua lấy, định bụng mang về nhà tặng mẹ. Con gái mở cửa vào nhà, không thấy mẹ ra đón như mọi khi. Con gái xót dạ chạy vào bếp, đã thấy cơm mẹ dọn sẵn sàng. Nồi cơm chín đã được mẹ để kỹ, nồi cà dòng thịt trên bếp vẫn nóng cho thấy mẹ vừa tắt lửa. Trên bàn ăn là một ly nước gừng nóng và cả đĩa gừng cay mẹ đã để sẵn. "Nhưng mẹ đâu rồi?" con gái gọi. "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?" Con gái chạy vào phòng thì thấy mẹ nằm trên giường.
Con gái lay gọi mẹ thì thấy hình như mẹ không tỉnh. Bèn thấy mẹ mới bắt đầu ấm ấm, sau đó lạnh rồi cứng dần. Con gái gào lên hoảng loạn, gọi cấp cứu. Xe cấp cứu đưa mẹ đến bệnh viện. Bác sĩ xem một lúc rồi bảo mẹ bị tăng huyết áp đột ngột. Nhưng con gái đưa mẹ đến muộn quá, không kịp cứu nữa rồi. Con gái lả người ngất đi. Con gái chưa bao giờ nghĩ cái ngày này lại đến. Mẹ vẫn còn khỏe mà. Mẹ vừa nấu cơm cho con gái đấy thôi. Bố và nhỏ em đưa con gái về. Con gái không lê bước nổi. Con gái vào vòng mẹ hết cái hộp gỗ ngày nào. Con gái đờ đi tay cầm cái hộp của mẹ, không cho ai động vào. Mẹ bình thường là thế, vậy mà giờ đây cái hộp lại nằm trong tay con gái. Con gái tìm chìa khóa cái hộp. Ba run run bảo mẹ đợi dưới chiếu phía đầu giường. Con gái lấy mở ra. Bên trên hộp là một chiếc khăn len màu hồng mấy năm trước mẹ đang. Nhưng con gái không hoàng. Con gái chê nhà quê một cục. Dưới chiếc khăn là một chiếc áo len trẻ con. Áo của con gái đã mặc ngày xưa. Chiếc áo được mẹ gấp ngay ngắn. Chiếc áo len thiêu tên con gái. Rồi con gái lại thấy một quyển vở có những nét chữ của con gái ngày con gái mới vào lớp 1. Những nét chữ huỳnh hoẹt âu hơ. Con gái lắp bắp: A ca ca quả cà. Con gái thấy một vật gì đó cộm cộm. Con gái lau lên. Một chiếc kiềng vàng. Bên cạnh là một tờ giấy mẹ viết ngay ngắn: của hồi môn cho con gái của mẹ. Thì ra đấy là tất cả gia tài của mẹ. Thế mà con gái có lần đã cười nhạo cái hộp gỗ ấy. Cái hộp gỗ lưu trữ cái một thời khó nhọc của gia đình. Cái hộp gỗ lưu trữ tuổi thơ con gái. Nuốt nước mắt vào trong, con gái thì thầm với mẹ: con sẽ sống tốt mẹ à, nhất định thế.